chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc tay phải để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chương mục tin nóng hàng ngày. Biết Phan Văn Đức đi dài trách đá AFF vợ chồng sau việc quyết định tặng giày giống Ronaldo cho giải suất. Thưa quý vị, Bên cạnh những màn thể hiện xuất sắc được nhiều người yêu bóng đá đánh giá cao về chuyên môn, kỹ thuật thì Phan Văn Đức còn khiến khán giả sửng sốt thích thú bởi câu chuyện về đôi giày may mắn. Cụ thể tiền vệ sông Lam Nghệ An thường xỏ đôi giày màu xanh chơi trong hiệp 1 nhưng lại đồng hành cùng một đôi giày màu tím khác trong hiệp 2. Kỳ diệu hơn, đôi giày màu tím còn thường giúp anh chàng kiến tạo và ghi bàn cực kỳ ấn tượng. Chia sẻ về sự thay đổi này, Đức cọt tâm sự. Tôi có hai đôi giày luôn mang bên mình, một đôi xanh và một đôi tím trong đó đôi tím luôn mang lại sự may mắn và đôi này tôi hay đi nhất tôi không dám mang đôi màu tím ngay từ đầu vì nó đã bị rách một phần nhỏ nếu đá cường độ kiểu này thì sẽ dễ bung ra do vậy tôi đi đôi màu xanh trước rồi sang nghiệp 2, mang đôi màu tím hy vọng đôi màu tím sẽ chịu đựng được hết AFF Cup năm 2018 và nó sẽ giúp tôi tiếp tục gặp thêm may mắn. Sau khi đọc được thông tin này, chồng của Hoa hậu Diễm Hương đã đề nghị được tặng dây xịn cho chân suốt trẻ tài năng. Anh đăng bài trên trang cá nhân và nhờ bạn bè liên lạc để gửi món quà tới Phan Văn Đức. Theo như anh chia sẻ thì số tiền mua giày được tích từ tiền tiết kiệm đi du lịch của cả nhà. Mẹ Phan Văn Đức quặn lòng nhìn cánh tay sưng bồng của con. Bước vào giải EFF Cup 2018, cầu thủ Phan Văn Đức sinh năm 1996 được huấn luyện viên Park Hang-seo đặt nhiều kỳ vọng nếu như trong trận bán kết lượt đi, anh cùng với anh Đức mang lại hai bàn thắng cho đội tuyển, thì ở trận bán kết lượt về, anh là người kiến tạo giúp cho Quang Hải ghi bàn mở tỷ số đầu tiên. Chia sẻ với phóng viên sau trận đấu, bà Bùi Thị Hiền Nghệ An, mẹ cầu thủ Văn Đức, không giấu nổi niềm xúc động dân trào. Trận lượt đi tôi đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm đó bạn bè người thân cũng tụ tập đông đủ tổ chức ăn uống cổ vũ cho đội tuyển. Khi ấy, Văn Đức ở nước ngoài không được gọi điện về được, nhưng đến lúc về Việt Nam, máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay nội bài, con lấy điện thoại gọi về hỏi thăm sức khỏe mẹ. Trận hôm qua ngày 7 tháng 12, tôi bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nghệ An, sau đó tôi cùng bà nội, cô dì, chú bác gần 20 người thuê xe từ Nghệ An ra Hà Nội tiếp lửa cho con cùng đồng đội. Khoảnh khắc đội tuyển Việt Nam ghi bằng, không chỉ riêng tôi mà hàng triệu trái tim người hâm mộ đều vỡ òa vì hạnh phúc. Theo bà Hiền, buổi sáng trước thời điểm diễn ra trận bán kết quyết định, bà và con trai đã có giây phút ngắn ngủi gặp nhau. Văn Đức theo nghiệp quần đội áo số nên bà đã quá quen với hình ảnh con dính chấn thương khi tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên bà Hiền cho biết, cuộc gặp chớp nhoáng đó nhìn tay con trai, người làm mẹ như bà không khỏi xót xa, bà kể rằng thấy tay con bị đau và sưng tấy, lòng tôi quặn thắt, mắt trưng trưng muốn khóc. Nhưng Văn Đức động viên nói con vẫn ổn, vẫn chiến đấu tốt, lúc đó tôi chẳng biết nói gì hơn, động viên con cố gắng không được chủ quan. Được biết vợ chồng ông Phan Văn Ưu và bà Bùi Thị Hiền có hai con trai, Văn Đức là con út. Do hoàn cảnh khó khăn nên ông Ưu chuyển vào Bình Dương làm công nhân từ năm Văn Đức lên 4 tuổi. Ở nhà mình bà Hiền quán xuyến nuôi dạy con cái. Vài năm trước, bà theo chồng vào Bình Dương, Thời điểm này, Đức vẫn ăn tập ở câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, thỉnh thoảng theo đội vào Nam tập luyện, Nam cầu thủ mới ghé thăm bố mẹ mình. Bà Hiền tâm sự ngày nhỏ Văn Đức đã một lộ năng khiếu đá bóng, từ giải xã cho đến cấp tỉnh đều là chân sút chủ lực cho đội nhà. Năm lớp 5, Văn Đức được đề nghị lên thành phố Vinh Nghệ An học tập và rèn luyện. Vợ chồng bà Hiền khá lo lắng nhưng vẫn quyết tâm nên ông bà ủng hộ con trai mình xa nhà và phải tự lập từ sớm nên Văn Đức có suy nghĩ chín chắn và rất độc lập. Bên ngoài luôn giữ gương mặt lạnh lùng nhưng thực tế anh sống rất là tình cảm với bố mẹ mình và bạn bè. Nhắc đến chuyện bạn gái của con trai, bà Hiền cởi mở. Bà nói rằng, xã hội hiện đại con trai tôi tìm hiểu ai đều do cháu quyết định tôi không can thiệp sâu, chỉ dặn con sống đứng đắn và tự tế nghiêm túc. Văn Đức không bao giờ giấu mẹ điều gì, nếu con có bạn gái tôi tin là cháu sẽ kể với tôi đầu tiên. Tiết lộ bí mật 8 điều thú vị về cầu thủ Phan Văn Đức ít ai biết đến. Bên cạnh hình ảnh thi đấu máu lửa trên sân cỏ, Phan Văn Đức ngoài đời là chàng trai 22 tuổi hiền lành, tính cách có phần trẻ con với nhiều người hâm mộ, đặc biệt là fan nữ, Phan Văn Đức, chàng tiền vệ ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam trước Philippines ở bán kết lượt đi ế bếp Cup 2018, đã ngưỡng mộ không chỉ nhờ đá bóng giỏi mà còn có nhiều điểm thú vị trong tính cách và đời sống. Thứ nhất, chàng trai cung Bạch Dương, Phan Văn Đức sinh ngày 11 tháng 4 năm 1996 tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Dựa theo ngày sinh, chàng cầu thủ này thuộc cung Hoàng đạo Bình Dương, vốn được cho là cung của những người đàn ông nam tính nhất. Ngoài gương mặt được fan nhận xét là búng ra sữa, Văn Đức khá là men lì khi có thân hình 6 múi, làn da nâu khỏe khoắn, chiều cao 1m73. 2. Đứa con hiếu thảo Văn Đức là con út trong gia đình bốn thành viên. Vì cuộc sống mưu sinh, cha Đức vào Nam lập nghiệp lúc con trai mới 4 tuổi. Mẹ như huấn luyện viên trên trường đời của Văn Đức, đồng thời là bạn đồng hành sát cánh trong sự nghiệp cầu thủ. Mỗi lần về thăm nhà, Phan Văn Đức luôn ôm mẹ đầu tiên. Chàng tiền vệ 22 tuổi từng khiến nhiều người xúc động với tấm lòng hiếu thảo khi gửi toàn bộ tiền thưởng giải U23 châu Á cho mẹ để trang trải cuộc sống. 3. Gọi là Đức Cọt vì hồi nhỏ gầy như quê tâm. Một đồng đội ở sông Lam Nghệ An chia sẻ Văn Văn Đức khi nhỏ rất coi cọc, biệt danh Đức Cọt cũng ra đời vì thân hình gầy như que tâm của chàng tiền vệ này. Tuy nhỏ con, Đức Cọt rất dẻo dai với những cú ra chân quyết đoán. Theo lời mẹ Văn Đức, ngày còn bé, nam cầu thủ khá ít nói, lì lợm và thường bị ăn roi nhiều lần vì nghịch phá. Đức Cọt sống tình cảm, giữ mối quan hệ tốt với bạn bè. Cũng do lời hứa với những người bạn từng trưởng thành ở quê nhà Nghệ An, Văn Đức có lần trốn nhà đi đá bóng phong trào. 4. Thích bạn gái chung thủy đảm đang giống mẹ mình Với Văn Đức, mẹ như thần tượng, bởi vậy tiền vệ 22 tuổi đề ra mẫu bạn gái trong tương lai phải đảm đang giống mẹ mình. Văn Đức từng chia sẻ bản thân thích những cô gái hiền, chung thủy đảm đang trong việc nội trợ giống mẹ mình. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Đức cũng tiết lộ anh thích con gái để mặt mộc hơn là trang điểm. Hiện chàng tiền vệ để tình trạng mối quan hệ trên cá nhân là độc thân, mẹ Văn Đức cũng tiết lộ chưa từng thấy con trai giới thiệu cô gái nào với gia đình của mình. Thứ năm, Instagram chỉ follow một cô gái. Phan Văn Đức mở trang Instagram cá nhân, từ ngày 30 tháng 10 đến nay, anh có hơn 30.000 lượt theo dõi. Song chàng cầu thủ chỉ nhấn follow 15 người, trong đó có các ngôi sao Cristiano Ronaldo, David Beckham, một số đồng đội như Văn Hậu, Xuân Mạnh, Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng. Cô gái duy nhất được Văn Đức theo dõi trang cá nhân là Nguyễn Ngọc Nữ, top 10 Hoa hậu hàng Vũ Việt Nam năm 2017. Người đẹp 24 tuổi quê Nghệ An từng dính tin đồn yêu Phan Văn Đức khi họ có cuộc nói chuyện vui vẻ trong buổi livestream của Hot Girl 9X. Ngọc Nữ cũng thường xuyên tới sân vận động cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu. Tuy Phan Văn Đức và Ngọc Nữ đều khẳng định mối quan hệ giữa cả hai chỉ là bạn bè, nhiều fan vẫn hy vọng cặp trai tài gái sắc sẽ đến với nhau. 6. Dành cả thanh xuân để vuốt tóc nếu để ý, người theo dõi có thể nhận ra Phan Văn Đức có thói quen vuốt tóc mái cả trên sân cỏ hai ngoài đời. Chàng cầu thủ từng thừa nhận bản thân thích để tóc mái và không vuốt keo để có thể đưa tay lên vuốt tóc. 7. Dùng camera sống ảo như ai Như phan nữ Đỗ Phan Văn Đức, như hình ảnh thi đấu máu lửa trên sân, cũng không ít người thích chăng tiền vệ chỉ vì giọng nói hiền lành, vẻ mặt ngơ ngác, được cười ngượng ngùng hay lời nhắn nhủ dễ thương dành cho fan của anh chàng ngoài đời. Dù sở hữu góc nghiêng khá là thần thánh, tuy nhiên Phan Văn Đức thường xuyên chọn selfie chính diện. 1001 kiểu như một, chàng tiền về 22 tuổi cũng biết sử dụng khá nhiều phần mềm sống ảo trên điện thoại để có thể lên hình được đẹp hơn. 8. Sống đơn giản thoải mái sẽ thành công. Đó là phương châm sống Phan Văn, Văn Đức viết lên trang cá nhân. Có lẽ với chàng trai sinh năm 1996, được cống hiến hết mình cho nền bóng đá, nước nhà là điều quan trọng nhất vào lúc này. Còn ngoài đời, qua những khoảnh khắc đời thường chia sẻ lên mạng xã hội, anh vẫn thể hiện sự vui vẻ, có phần trẻ con và lầy lội, đúng như lứa tuổi đôi mươi của mình. Cổ đồng phiên chịu chơi thưởng nóng riêng cho Phan Văn Đức 100 triệu đồng. Thưa quý vị, ấn tượng với màn trình diễn của Phan Văn Đức ở hai trận bán kết AFF Cup năm 2018, một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã quyết định thưởng nóng cho cá nhân cầu thủ này 100 triệu đồng. Sáng ngày 7 tháng 12, trao đổi với báo chí ông Hồ Văn Chim, giám đốc điều hành câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An xác nhận điều này và cho biết doanh nghiệp thưởng tiền cho Phan Văn Đức là tổng công ty CB, vật tư nông nghiệp Nghệ An, Ông chim cho biết, ông Trương Văn Hiên, tổng giám đốc công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An rất ấn tượng với màn trình diễn của Văn Đức và thông qua lãnh đạo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An muốn gửi món quà 100 triệu đồng đến cầu thủ này. Ông hy vọng rằng món quà sẽ là nguồn động viên giúp cho Đức tỏa sáng hơn nữa tại trận chung kết. Về phía ông Trương Văn Hiên, tổng giám đốc tổng công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An khi trao đổi với báo chí ông cho hay Tôi thấy cháu thi đấu rất ấn tượng, nhiệt huyết, kể cả trong màu áo, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cũng như là đội tuyển quốc gia cháu đều thi đấu hết sức mình. Trận thi đấu bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, cháu đã có pha bức tốc và chuyên bóng chính xác để Quang Hải ghi bàn. Bàn thắng đó chính là bức ngoặt của trận đấu. Hơn nữa tôi tìm hiểu gia đình cháu rất nghèo nên tôi động viên tinh thần cháu thôi. Như đã đề cập ở hai trận bán kết lượt đi và về của AFF Cup năm 2018, Văn Đức là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam với một bàn thắng và một pha kiến tạo thành bàn, Đức đang trở thành niềm tự hào rất lớn của người hâm mộ xứ nghệ. Ở trận bán kết lượt về AFF Cup năm 2018, Văn Đức có pha đi bóng đầy tốc độ bên phía cánh trái vào phút 83 rồi tung ra đường chuyền cho Quang Hải đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với đội tuyển Việt Nam, giúp cho các cầu thủ giải tỏa tâm lý không thắng một trận bán kết nào trên sân Mỹ Đình. Tính tới thời điểm hiện tại, Phan Văn Đức đã góp công trực tiếp vào 4 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Sushi Cup năm 2018, bao gồm hai lần sút tung lưới đối phương và hai pha kiến tạo, đó là còn chưa kể một đường chuyên mở ra cơ hội dẫn tới bàn thắng của đội nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.